Hello, chào Lion, à, anh Lai, music, cường tóc quáng, anh ơi, mình nên học hòa âm giáo trình nào ạ? À? Từ số 0 luôn. Ok, thực ra hòa âm nó cũng không, không có uh, cái gì là kinh khủng lắm ha. Tại vì uh, hòa âm của anh á thì anh đa phần anh học từ những cái uh, um, anh học từ căn bản từ basic lên rồi xong rồi anh đi học trường nhạc và cái quan trọng nhất là anh được ứng dụng anh được trải nghiệm nhiều thực tế, anh đánh live band anh được làm với các ban nhạc nó lâu năm. Thì à, tại vì thực sự anh không có tìm hiểu rõ một cái giáo trình một cái cuốn sách nào mà hiện tại người ta đang dạy hết thì một một cái hòa âm nếu mà câu bạn nói là từ số 0 luôn á thì bạn đi học nhạc cụ đi. Học nhạc cụ xong thì trong cái quá trình học nhạc cụ họ đã xây dựng cho bạn một cái nền tảng cực kỳ vững chắc về nhạc lý rồi à, từ khi mà biết cái nhạc cụ xong thì các bạn có thể học um, hòa âm rất là dễ ha bây giờ thì rất nhiều ăn thua bằng kiếm cái ông thầy nào hoặc cuốn sách nào đó hoặc nói, nói nói tóm lại là ông sư phụ nào mà họ có nhiều kinh nghiệm chia sẻ hoặc là họ có những cái những cái hay đó quan trọng kiếm ông thầy á kiếm ông thầy nào mà mình thích hợp với mình mình học nói chung là nó cũng không có gì mà kinh khủng trừ khi bạn muốn làm một nhà thiên tài âm nhạc hoặc là những cái âm nhạc đường danh thì các bạn phải vô những cái ngôi trường chuyên về đào tạo âm nhạc rồi ha cứ học nhạc cụ trước đi học căn bản trước đi rồi từ đó các bạn sẽ lần ra làm low fi phần mềm nào hay nhất về anh oh, low fi thì nhiều phần mềm làm được lắm hầu như là phần mềm nào cũng làm được nhưng mà lo-fi thì nó được xếp bên cái dòng nhạc uh, electro nó điện tử rồi, thì các bạn tự uh, lập lại cái, cái suy luận của mình như thế nãy đó thì làm nhạc điện tử thì cần uh, những cái phần mềm nó hỗ trợ mạnh về edit à uh, về edit sao các kiểu nó tiện ví dụ các bạn lên làm uh, trên sona được nhưng mà sona thì lại giới hạn về edit sao mà cái thằng quỷ này nó là âm nhạc điện tử cho nên là nó cần edit sao nhiều nó làm trên sample nhiều nên là mình khuyến khích các bạn làm trên FL, Ableton Live, Logic, à, rồi Cubase uh, cũng được nhưng mà muốn mà tiện tay luôn đó, thì là ông FL với lại ông Ableton Live với lại uh, Logic à, Thì mình thấy nó thuận Hello bạn già Nguyễn Anh nha Xin chào người anh em <laughs> Lâu ngày quá Em thấy anh nhật giả đánh giá hiện giờ âm thanh của lab nó vượt Pro2 như vậy có đúng không? À, đây là một câu uh, hỏi anh cũng không tiện uh, trả lời Tại vì anh không biết, tại tại vì mỗi người họ có một cái quan điểm riêng Thì cái quan điểm của anh thì là uh, lab nó vượt Pro2, à, đó là cái góc nhìn của họ Còn góc nhìn của anh thì là uh, sao nhỉ ông ông nhật già dạ thì là cũng em của của anh thôi ông là một người em thân thiết ok nhưng mà với anh thì anh không nghĩ vậy <laughs> tại vì là ban lab nó có việc của ban lab pro thu có việc của pro thu à. cho nên là mình cũng không so sánh bằng một cái khẳng định như vậy tại vì em ví dụ như ở vị trí của em đi em xác định em em làm cái gì à, em dùng ban lab để em làm nhạc rồi xong rồi em dùng Pro để em uh, edit và em master, em mix thì nó ok. còn bây giờ em lấy Pro uh, để em làm nhạc thì nó lại vướng, ha. thì tùy việc thôi. em em tự chọn em nghĩ đi. còn mà uh, không thể so sánh được với anh thì nó không thể so sánh. à, đó là cái ý kiến cá nhân của anh ha. Uh, nó không phải để so sánh và anh cũng không có đánh giá cái ý kiến của uh, uh, Nhật. à, đó hiện tại em đang làm sáng tác tại công ty HNHP của anh Nguyễn Hải Phong vẫn đang theo dõi để làm freelancer pro chứ công ty không phê bằng chứ làm công ty không phê bằng vẫn đeo đuổi làm yes bạn phải mà bạn ở trong cái môi trường đó thì tuyệt vời rồi bạn gặp anh phong với lại các anh em ở trong đó là môi trường rất tuyệt vời. thì ngoài đó thì mình bạn có cơ hội thêm thì bạn có thể tự build cái brand name cho mình làm cái thương hiệu riêng cho mình để mình có thể làm uh, được nhiều job nữa hoặc là tự uh, làm cái thương hiệu cho mình làm được nhiều sản phẩm ở ngoài nữa ở trong đó là cái môi trường quá tuyệt vời rồi trong nhà, nhà anh phong thì quá tuyệt vời rồi <laughs> công ty thì nói chung là không có mọi tùy cái công ty bạn vô công ty công ty nó làm gì ở trong đó có công ty thì chuyên làm là sản xuất à, thì có công ty chuyên làm nhạc có công ty thì chuyên ba bốn ông chùm đầu vô suốt ngày à, chiều, rồi xong rồi sáng tác với nhau làm được vài ngày cũng vui ba bốn ngày xong à hết vui cái lại chia tay đó là cái cái, cái quy trình sống của mấy anh em à, từ chơi à, em chủ của một công ty có khoảng một resort nhạy. yes à, Bell discovery presscap yeah có cái gì hay có thể kết hợp với anh thì sẵn sàng nhá hoặc là anh em nào bên anh cũng cũng sản xuất rất nhiều thể loại nhạc cho các công ty à có các công ty khai thác nhạc số ha nếu mà em hứng thú chúng ta có thể vào job <laughs> anh nói về quảng cáo quảng cáo các tính năng nhạc cụ anh nói về các khoản của các tính năng nhạc cụ à à đúng rồi Ui, cái này thì phải có một nội dung riêng em ơi Thật ra nó đơn giản luôn Ví dụ như là uh, mỗi nhạc cụ thì nó có một cái quảng riêng của nó Ví dụ như là cái sáo thì nó có từ ba... Nốt thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất bao nhiêu Ví dụ cái sáo nốt đô đi Nó từ đô này lên đô kia hay gì đó à, Nó có riêng Rồi ví dụ như là violin thì nó có từ quảng nào đến quảng nào Đó là các quảng Tính năng nhạc cụ đó đúng rồi Mỗi cái nhạc cụ nó đều có một cái khoảng cách Quảng của nó đẹp nhất hoặc là uh, cái ren cái trải chải... nói sao nhỉ nhưng mà để mà sát vào thì phải là 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 phải một chủ đề riêng đó bạn các quản của tính năng nhạc cụ của... anh nói về các quản của các tính năng nhạc cụ của... cũng chưa chưa hiểu lắm mình mình hiểu nôm na là À, mỗi cái nhạc cụ nó có một cái quảng riêng của nó ha và quảng đẹp của nó đó thì mình sử dụng như thế nào thì đây là một cái câu mà cần phải nói rất nhiều mới mới ra được em không có điều không có nhiều tiền nên em định mua necta SE em thấy có... quá ổn necta SE 49 à, nó giá nó necta necta SE 49 Bây giờ hiện nó không có nhiều, quá nhiều tiền Và với mức giá đó thì cái Nectar BAD rồi à, Mình nói BAD ở đây có nghĩa là cái Số tiền bỏ ra nha Có nghĩa là bạn bỏ ra chừng đó tiền thì Bạn nghĩ sao Nhiều người ham chứ mình thấy Một cái đàn mà mình mua khoảng chừng 2 triệu, 3 triệu Mình xài khoảng 3 năm là mình thấy quá hạnh phúc rồi, nếu mà, mà nó không chết giữa chừng là quá hạnh phúc rồi tại vì cái cây ta này á bây giờ nó rất là hay, cắm vô các đo cái là nhận liền rồi bằng phím velocity rất là ổn trong tầm giá. Rất là ổn trong tầm giá. Đó. Thì giá nào tiền tiền nào của đấy á, nhưng mà nếu mà hồi trước có khoảng 5 triệu trở xuống bạn rất khó thì có một sự lựa chọn. Nhưng mà hiện giờ nếu 5 triệu trở xuống bạn có rất nhiều sự lựa chọn cho một cái cái đàn uh, MIDI controller rồi. Đó, tại vì bây giờ các hãng đều nâng cấp các cái công nghệ rồi. Và mấy dòng này hầu như mình dùng qua hết rồi thì mình thấy xứng đáng với số tiền cho nên các bạn đừng có phải lo quá. Bây giờ mà mua về mà bị hư thì ok, trả về bắt bảo hành thôi. Còn mà về cái cái tính năng so với số tiền thì mình đảm bảo nó good. Còn bị hư thì quăng về cho lỡ may xui bị hư thì uh, quăng về cho hãng nó bảo hành bây giờ các chỗ bảo hành đều xin hết đó còn mà muốn xin thực sự luôn thì bạn phải nâng tiền lên đấy còn mà với câu hỏi của bạn thì với giá tiền đó là hợp lý em biết chơi piano nhưng hòa âm lại đẹp nên hòa âm em cảm thấy chưa có chỉ muốn vocal và xong ra thôi thôi ok ok thì cũng là câu hỏi cũ nè em <laughs> anh nói cho các em cho bọn em có cái nghị lực để phấn đấu tiếp. Nếu mà bọn em dưới 30 tuổi, dưới 30 tuổi, những câu hỏi như kiểu như vậy, em có thể thành một người hỏi âm giỏi hay không? Hoặc là giờ em chưa biết nhạc lý hay gì hết mà em học cái gì? Dưới 30 tuổi, nói mình nói với các bạn, các bạn bỏ ra cho mình một năm. Một năm với lượng kiến thức và các tài liệu hiện có bây giờ dài lắm một năm là các bạn có thể là làm được những bản nhạc mình cho là live pro rồi đó ha bạn học cực lực vào ý mình nói ở đây là hiện tại bây giờ không có một cái gì khó hết tại mình thấy nó quá dễ những cái mình không biết gì mình cũng tự học được nè chính mình năm nay hơn 35 tuổi rồi mình thấy mọi thứ rất đơn giản nên là bạn 30 tuổi xuống một bạn các bạn bỏ cho mình 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm để mà học nhạc cụ đi. Mình khuyên cái đầu tiên học nhạc cụ. Piano thì là nó sẽ làm được nhiều đa dụng hơn. Guitar cũng tốt. À, hoặc là violin cũng được nhưng mà hai thằng ưu tiên nhất để mà để làm nhạc thì là piano với là guitar hoặc là không piano thì là organ vậy thôi. Đáng. À, bên này vui à anh tâm mình ngày xưa có chơi trong bên ngoài sao không có anh chơi cũng nhiều show với anh hoài sa khá nhiều anh hoài sa trước đây là uh, thần tượng của mình sau này mình đi làm nhiều cái là cũng uh, uh, anh em thì làm chung ban nhạc thì uh, Ban nhạc ở sài gòn thì cứ lính đánh thuê mà ai kêu đi kêu, kêu đi thì mình cũng làm vài show với anh hoài sa rồi hồi đó là mình uh, làm với Ben của anh Khoa, với anh Sa, với anh Lý Hình Long. Nói chung cái dòng dòng mấy anh em cứ đảo lộn ở Sài Gòn có mấy người à. Cũng bấy nhiêu à? đi đánh thuê hết à. Ai kêu nhảy đó, nhưng mà làm cũng các số lớn, các live show cũng các số lớn nhiều. Chào Vinh nha, lâu ngày quá em Vinh ơi. <laughs> Mình học và âm nhờ cây guitar software Guitar Pro 7 ngồi tự soạn từ nghe yes cũng xịn luôn. Cái guitar, guitar Pro 7 này cũng là cái những cái đo tiền đề mà giúp uh, nhiều người trở uh, thành tài năng. Trong tầm giá dưới 5 triệu dùng MIDI controller nào giá ổn anh ạ. À? Ok, nếu mà về bàn phím ha. Mình xét về bàn phím thôi tại vì mỗi cây controller nhà thiết kế nó 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 nó, nó, nó nó làm nhiều việc lắm. Ví dụ như à, mỗi cây nó làm một cái việc của nó. Ví dụ như à, turia một thiết kế rất là đẹp, rất hiện đại. À, nó có nhiều cái control, nút đèn led các kiểu nhìn rất là xịn ngầu ha. À, nhưng mà cái phím của nó thì à, nó lại không có, có 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 mạnh như cái thằng à, Necta chẳng hạn. Ha à, rồi ví dụ như thằng à, um, Autoria rồi thằng à, khi lên Lankey thì phím cũng ok, mình đang đánh giá nếu mà dưới 5 triệu thì mình nghĩ là sự lựa chọn đang ok là thằng uh, Necta. 5 triệu, Necta với lại là uh, để coi thằng Lankey là hãng gì mình quên mất tiêu rồi ta. Lankey. Nếu mà bạn thích bằng phím xịn nha, bạn phím có độ nhảy tốt với lại có velocity tốt thì uh, bạn nên chọn thằng Lankey với lại thằng Necta à, chứa 5 triệu đằng mới còn mà bạn muốn thích ngoại hình đẹp thích fader các kiểu màu mè các kiểu thì bạn có thể chọn những thằng như thằng Arturia đấy hoặc là có một thằng cũng được mà nó không dưới 5 triệu đó là cái thằng mình nhớ là thằng em audio phím nó cũng ok những cái thằng phím ok này các bạn nè Uh, Roland mình đánh giá rất cao về phím của Roland. Rồi uh, uh, hiện bây giờ thì có thằng uh, Necta Phím cũng ok. Rồi uh, lên khi Thằng lên là của hãng gì mình quên mất tiêu. Tự nhiên nói nó quên đó. Thì dưới 5 triệu thì mình nghĩ hai option đó. <laughs> anh làm bóp hay dùng pet gì hả pet nhiều lắm à anh dùng của omicfree này rồi anh làm anh dùng của thằng logic này rồi dùng các cái string line string của bộ uh, Live string của uh, bộ gì uh, quên rồi mở ra contact oh ấy lâu lâu uh, gió gió Nè em Anh lấy của Cinematic String nè Lấy cái line uhm. à, rồi xong anh làm nó nhỏ lại Anh anh EQ nó lại ha, anh, anh thường lấy cái này à, Nó mịn, nó mềm và Mình cho nó nhỏ lại, nhẹ lại Nó thành cái nền pad rất là hay Làm beat Bạn Dinh ở Sài Gòn giữ sức khỏe nha Thấy tình hình càng có Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Anh nha Bạn cũng giữ sức khỏe ha có cái nào 81 phím Ủa làm gì có 81 ta 61 cho em 61 hay là 88 tầm giá sinh viên à, 88 hay là 61 đây em phải ra được cái bút của em có nghĩa là em phải coi thử các bạn ha, các bạn mua đồ á, các bạn để ý các bạn phải đưa ra cái gói tiền của mình ví dụ mình có 5 triệu thì mình sẽ kiếm cái nào tối ưu à, 6 triệu thì bao nhiêu rồi 7 triệu thì thì cây gì chứ mà nói cái kiểu mà có có cái midi nào mà tầm giá sinh viên giá sinh viên anh cũng chưa biết là bao nhiêu một à, triệu hai hoặc là hai triệu hoặc ba triệu á anh cũng không không biết tại vì nếu mà giá sinh viên mà dưới 5 triệu thì cây tám à, tám phím thì không có cái nào ổn hết không có cái nào ổn và không có cái nào giá đó hết em ơi à. sáu thì có ha tám tám là cây dài như cây của anh à. Rồi, đủ full luôn đó, à, 81 phím À, 8, 18 phím Em là CEO của công ty khai thác nhạc trực tuyến Em cũng đang tìm hiểu producer để hiểu anh em hơn Công ty đang có khoảng 10 producer Ok, tốt quá à, Rất vui được biết em nha, Bell Discovery <laughs> Innovation Yes, bạn này nhắc cho mình, mình quên mất tiêu có cách nào cho đo được sample giống như organ không thầy cho đo được đọc à Hoàng Anh Nguyễn hỏi là có cách nào cho đo được đọc được sample hả đo đẻ ra để đọc sample nha Nguyễn Hoàng Anh. Đo đẻ ra không có việc gì cái sam... đọc sample là một cái tất yếu ở trong các đo nên là nó đọc được hết ha. đo đọc được sample giống như organ không thầy. Được chứ, nó là đẻ ra mà, nó là thằng đẻ ra những chức năng đó mà. Chi phí anh phối một bản ballad khoảng bao nhiêu ạ? À? à, nguyên trần official hỏi. Thì nó cũng tùy nhưng mà tầm giá thì bây giờ nếu mà theo đơn đặt hàng ca sĩ bình thường thì anh làm từ 5 triệu đến khoảng chừng 10 triệu. Đó, nếu mình cũng công khai luôn, chẳng có gì hết. Còn mà những cái order ví dụ như những cái bài đặc biệt hơn thì nó cũng tùy vào. Nó cũng tùy vào. Thì ví dụ như là có nhiều bạn đó em chỉ có 4 triệu thôi làm được không? Nói ok nhưng mà anh sẽ làm cho những cái nó sẽ tư vấn những cái này kia hoặc là nếu anh không làm được anh sẽ giới thiệu cho những cái đồng nghiệp của anh ừ. anh khoa dũng đã là long đen và hồi sa là những người họ âm dữ dằn không ạ à? yes đó là những người đàn anh và là những người anh khoa à, anh khoa guitar ok những người đàn anh đã đi chơi nhạc với anh từ hồi hồi anh mới bước qua sài gòn là bé anh em đã đi chơi nhạc rồi rồi về làm sân khấu với lại đồ thì quá nhiều quá nhiều với nhau nhưng mà sau này anh chọn đường là làm sản xuất anh cảm thấy nó phù hợp với lại nó 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 đi được xa hơn hiện như tại bây giờ thì anh cảm thấy cá nhân anh thì anh cảm thấy cái sự lựa chọn của anh nó phù hợp với anh và anh thấy hợp lý <laughs> yes dưới 3 triệu sao cả kiểu ok dưới 3 triệu thì thôi thêm trên 3 triệu tí đi em cứ trong lòng vòng dưới 5 triệu em cứ a uh, uh, Scarlett 2 uh, Scarlett 22 Gen uh, 3 rồi là ừm um, những cái cái con cạc này là quốc dân luôn á. 3 triệu thì cũng có nhiều, 3 triệu là có một con uh, um, 3 triệu là có con gì, em quên mất tiêu rồi, từ từ nè. ừm um, không quên mất tiêu rồi ha sorry bạn nha khỏi liền cái mình nhớ không ra nó là cuộc focus ray đúng rồi focus ray cũng ok đó à, focus ray không phải focus ray nãy nói rồi mà scarlett focus là đúng rồi